I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi nhân vật Ada. Mà thật sự là mình chơi Hân mà mình thấy bà Ada mình cũng rất là chán luôn. Cảm giác giống y như là phải đánh nó 3 hit nó mới gục ấy. Rất là hụt hẫng, trong khi những survival khác thì cần 2 phát là ngon rồi đúng không? Bởi vậy, rồi có những cái trường hợp mà đánh nó chưa kịp hồ hết máu ấy, đến khi mà cứu được ghế xong cũng lại phải đánh 2 hit nữa nó mới chết. Trời ơi, tức xỉu luôn. Đó. Bởi vậy cho nên là mọi người cũng có thể là dùng Ada để chơi ấy, rất là hay. Bà này thì cũng không có lục được hòm, có một cái kèn và thổi thôi. Thổi cho ai cũng được. Mấy cái người mà hay đi cứu, mình ở xa mình không có tới được thì ví dụ họ có mất nửa máu, họ muốn cứu ghế, mình cũng có thể thổi kèn cho họ đúng không? Thổi toe toe toe, te to te á, sướng. Đồng đội nó sướng chứ đúng không? Trời ơi, nghĩ sao đang nửa máu mà thổi kèn kiểu đấy thì dĩ nhiên là nó cảm giác nó rất là đã rồi. Nó có thể đi cứu người thêm lần nữa mà không lo mà vấn đề gọi là bị gục. Hôm nay tôi gặp, trời ơi, bỏ luôn. Trời ơi, vô ăn gai liền liền mấy má ơi. Rồi xong. Vô mà thấy ăn hai gai liền liền là thấy chiến thắng rồi đó. Trời ơi. Xong rồi còn gặp thêm tiền đạo nữa. Sửa máy lâu lắm luôn. Lên đi sò. Đỡ, mình đứng hơi xa cái ghế. Có nhiều balloon lên nhánh soi và những cái người mà ở gần ghế nó sẽ lăn tới, nó phá máy. Thứ hai là nó cứ lăn về, nó cũng cam được cái ghế nữa. Cũng may là bây giờ nó soi mình thì ở vị trí khá là xa, nó không dám đi. Cứu được, yes, ngon. Rồi xong chị chủ tế. Wow. Vui. Nhức lách quá quý vị. Mấy bữa nay buồn ghê, chơi kiểu nó thập thò, cảm giác kiểu nó cũng cô đơn như nào ấy. Thường thường thì mọi người sẽ có những cái gì nó đủ thứ để mà khai thác, còn mình thì tới luôn chỉ như này, ngày 3 trận ranh kiếm cầu mà thấy không? Cứ buổi tối tầm 11 12 giờ, nhiều người lại cứ nhắn cứ nói là cứ mở ban đêm đi. Đêm tôi xanh lè luôn á, thiệt. Xanh lè luôn á. Chắc đợt sau này cũng phải hết mùa hả? Chợ hết mùa tốn hết cả đống đá để mà có thể sở hữu được cái phụ kiện của nhóc rìu. Hoặc là mình cũng đang để dành manh mối để có thể là ước phụ kiện nhóc rìu. Nửa muốn phụ kiện An, nửa muốn phụ kiện nhóc rìu. Bởi vậy, nhưng trước sau thì cũng phải tốn một đống đá. Với cái người mà xui xẻo như mình thì chắc là mình cũng phải tốn khá là nhiều đá để mà có thể sở hữu được cái phụ kiện S. Bởi vì may mắn thì không thấy đâu hết trơn. Chán ghê mọi người. Trời ơi. Tiền đạo tông nhưng mà không trúng rồi. Trời ơi, nó soi tiền đạo luôn. Thôi hiến đi để mà còn kịp máy nữa, đừng cứu nữa. Trời ơi, cứu liền liền mấy má ơi. Cứu liền liền luôn á. Trời ơi, tôi sửa cái máy lòi kèn luôn. Tôi chưa kịp thổi ai hết trơn á. Nhưng mà trước sau gì thì sửa máy không thấy muốn lòi kèn nữa rồi. Để tắt cái cầu dao này đi. Ủa? Ai tắt rồi nè? Ôi, chị vẫn chết. Khổ ghê. Nhận kèn đi anh ơi. Thôi thổi kèn cho tiền đạo. Rồi. Bà này mà có phụ kiện chắc chắn là mình nghĩ sẽ thay đổi cái hiệu ứng thổi kèn. Hoặc là ngồi ghế chẳng hạn đúng không? Chứ nhân vật này mình thấy cái hiệu ứng nó cũng không có được nhiều cho lắm. Và sửa máy đây. Ông tẩm liệm kia đâu rồi? Yes, máy cuối. Nguyên một trận chỉ có đi sửa máy thôi. Chứ không sửa là không sửa, nó sang đây rồi. Sang đây rồi. Có ai nhàn như mình không ạ? Chứ không sửa máy là không kịp. Thật sự luôn. Thôi thôi đừng lăn nữa anh ơi.
Lên đây. Ôi, nó xỉa cái gai ghê. Sao ạ? Cục ủi ôi. Ái dồi ôi. Hai gai đánh phát chết luôn á. Cái máy này gần xong rồi. Trời ơi. Rồi ôi. Giời, trông chờ tiêu tiền đạo sửa nốt máy đi bạn ơi. Bolon sắp có phụ kiện mới rồi nè mọi người ơi, cho nên là mọi người tranh thủ đi mình. Trời ơi, sao mà mùa sau có mấy cái phụ kiện mà mình cảm giác như là mình không chơi con nào hết trơn. Tiền đạo chứ, xong rồi còn người đánh bóng chứ, xong bo luôn nữa chứ. Trời ơi, lâu lâu có nhớ nhân mấy nhân vật này thì người cũng vô game xong người chơi, đăng cho mọi người xem. Chứ thực ra thì mình không phải là loại người thuộc vào cái tip giải cứu ấy. Bởi vậy cho nên là mình cũng hơi bị đần đột độn với nhân vật này. Cũng chỉ vì thế cho nên là mình cũng rất là ngưỡng mộ những bạn nào biết chơi những cái nhân vật khó như vậy, thật sự luôn. Cảm giác ngưỡng mộ cực kỳ. Rồi, nổ máy luôn nha. Nổ đi. Cách nhau một cái ván tội không nổ. Follow me nè, có cái một cái xe ở đây này. Rồi, tiền đạo ăn hai gai. Rồi, xong. Yes. Để mình núp đây rồi mình cứu. Tầm liệm bên kia rồi. Mình nghĩ là nó sẽ sang bên ga 4 ấy, chứ nó không có ở bên này đâu. Lúc nổ máy ở thấy mọi người di chuyển hết sang bên đấy rồi. Ok, tới nè, tới nè. Nếu mà được thì chạy lên ga 2 kìa, hoặc trốn đi hiêu đợi hết mắt đỏ này ra cũng được. Nhưng mà quan trọng là người ta có hiểu mình không thôi, chứ người ta không hiểu người ta cứ đi qua thì cũng phải chịu. Đâu rồi? Ủa ông tiền đạo đâu ấy? Đi sang cái xe này là ngon nè, mà đâu rồi? Không thấy luôn. Ông đâu rồi á? Không biết luôn. Trời ơi. Nè, thổi kèn nè. Hồi máu đi, chạy cho nhanh. Tui nửa máu cũng được. Trời ơi. Rồi, đẹp. Mùa mùng 2 tháng 12 đúng không? Là hết mùa. Là chuẩn bị một mùa mới. Bắt đầu những cái chiến dịch cày ranh lại từ đầu. Mà công nhận là cái game nào cũng vậy à. Đi rank đầu mùa cảm giác rất là trầm cảm, bởi vì cái mức độ rank của mình nó cũng ngang ngang survival, cũng rớt xuống vậy đó. Cho nên là sẽ gặp rất là nhiều những cái cao thủ bởi vậy. Ê đi đi, có hầm. Hết mắt đỏ rồi, vô luôn bạn ơi. Vô luôn, mình nhảy hầm. Yeah. Vô đi bạn ơi. Ngon. Thấy chưa, thấy tôi đi cứu chưa? Ok, và mọi người đừng chuyển kênh nhé. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nha. Ok, mình quay trở lại với cánh rừng ly biệt. Đó, một cái map rất là mới. Nói chung là những cái nào mới mới thì thường thường mọi người sẽ thích trải nghiệm. Giống như là bất kỳ gì ra sản phẩm mới thì thông thường là sẽ đông. Thật sự rất là đông luôn. Ví dụ những cái quán khai trương, đặc biệt là mình thấy như là siêu thị này, mấy cái khu trung tâm thương mại, rồi ba cái quán khai trương đồ ăn đồ uống đồ ấy, thường thường là mấy cái ngày đó sẽ giảm giá, đông cực kỳ luôn. Cái khu mình chỗ thị siêu thị nó cũng rất là to, nhưng mà mở đây chắc cũng gần được bao nhiêu năm nhỉ? Chắc tầm hơn chục năm rồi, nhưng mà mình ra đó chắc chưa đến khoảng 50 lần.
không tới, thật sự không tới. Tại vì bình thường mấy cái quán ở ngoài nó cũng có, nhưng mà thường, nhưng mà suy xét lại nhá, mình vẫn thấy nhiều người có một cái tư tưởng, đó chính là đồ ăn, cái gì giá ở trong siêu thị ấy, nó sẽ đắt hơn bên ngoài. Nhưng mà không, tôi đi học rồi tôi mới biết, tôi bị lừa hết bao nhiêu tháng trời chỉ vì một gói mì tôm. Và từ khi mà mình biết mình bị lừa xong là mình yêu siêu thị luôn. Đó, trời ơi, tôi yêu siêu thị luôn mọi người ạ. Tại vì là cái gói mì đó ở trong siêu thị bán có 11.000 mà bà tạp hóa bán tôi 15. Đó, chính vì thế là mình say goodbye luôn. Cứu nè, cứu nè. Tới nè. Chị ơi chị. Bóng đâu, chạy đi. Có bóng mà không chịu chạy. Một lần mình mua gói mì đâu phải là nó nó ít đâu mọi người. Mua tầm hơn chục gói để dành ăn dần mà. Bởi vậy cứ 5.000 một lời, 5.000 một gói mì như thế. Các bạn tưởng tượng 10 gói hết nhiêu, 50.000. Trời ơi, bởi lắm. Thế là từ đó trở về sau mình vô siêu thị mình mua mì gì mà mì siêu cay gì của Ace Cook gì á, mình thấy ăn cũng được. Nói chung là mấy cái gói mì đó nó hơi mặn so với mình. Thường thường thì người ta bỏ nửa gia vị là vừa, còn người khác ăn sao thì mình không biết. Chỗ nhắc tới mì cay thèm quá à. Lâu lắm rồi cũng không ăn. Bà ném cặp dơ rồi. Map này vui nè. Cái lúc mà ra trailer mình cũng đã đoán được là kiểu gì kiểu cũng sẽ bị chỉnh sửa và easy luôn, bị mất mấy cái ván đó. Cũng vừa. Chứ chỗ này mình thấy cũng khá là nhiều khu cai, rất là nhiều luôn. Mà không có cho vô cái 82 thì cũng hơi tiếc, map này rộng mà, tội gì không cho vô đúng không? Rồi tôi đi sửa máy tiếp. Trời ơi, cả thanh xuân thì đi sửa máy thôi. Không sửa máy là không có kịp máy đâu. Mà những bạn nào có những cái ý tưởng vẽ vời mà có những cái cốt truyện hay hay, tự nghĩ ra, tự chế ra thì có thể là gửi cho mình. Nếu mà mình thấy hay thì mình cũng có thể đăng. Thứ hai là vừa rồi mình cũng có xin một vài bạn cái video mà các bạn ấy chế mình về survival mới. Mình thấy cũng rất là ấn tượng. Đó, để từ từ mình sẽ đăng dần dần cho mọi người xem. Vừa rồi thì có cái clip highlight mà cũng đang bận về cái vụ làm báo cáo, mình cũng chưa có rảnh nữa. Tại 30 này mình nộp rồi mà lu bu quá, dịch hết 3.000 chữ là phải ít đâu mọi người ơi, gần 2 trang giấy A4 ấy, không phải ít đâu, mà sai chữ 13 nha, chứ không phải sai chữ 45-50 đâu. Rồi ôi, muốn mòn con mắt luôn, vừa dịch mà vừa phải kiểm tra ngữ pháp, phân tích xem nó sai cái gì nữa. Rồi thấy mà mệt mỏi giùm luôn á. Cai đâu thì cai, đừng cai lại đây bạn ơi. Úi dồi, úi dồi, đu dây. Yes, chị mù. Yeah, 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 chị mù đã. Theo cái gì trời. Bà lên ghế, bà lên mình đi má. Ai rảnh đâu mà lên theo. Trời đất ơi. Bà còn đòi theo bà lên ghế nữa. Ai rảnh. Nó biết mình lê rồi. Tới nè. Ăn một tượng cũng không sao. Vẫn là vẫn được. Rồi. Ok. Đi bạn ơi. Yes. Nhảy dây, nhảy dây, nhảy dây. Rồi. Hay quá. 73%. Ở trận chiến này là của phái đẹp mọi người ạ. 4 người phụ nữ với nhau. Chắc là đang cắm cặp quá. Ôi cái máy kia nó rung kìa mọi người thấy không? Đấy, cho nên là mọi người muốn xem máy rung ấy thì thường thường là dựa vào mấy cái cột này hoặc là mấy cái địa hình nó cao cao ấy. Cái máy nào rung ấy, chơi Hunter nhìn biết liền luôn. Chứ lúc đầu thì mình cũng không có biết là máy rung nó sẽ như thế nào đâu. Kiểu mình phải đứng lại tầm khoảng 1 đến 2 giây mình nhìn á, so sánh với những cái máy khác.
nó lắc 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 giống như là chơi đá vậy á, bắt đầu là vô tới đó liền ngay vào luôn nè. Ôi không được rồi, trận này khó thắng rồi mọi người ơi, căng quá. Chủ tế hết vòng hết thời ngay vào luôn đấy mà. Ủa chị, yes, chạy đi chạy đi, trời ơi còn đứng nổ máy nữa. Mấy bà này liều quá à, mấy bà này cho đi đánh giặc được nè, quá sợ luôn. Chị Mu có thổi kèn không? Rồi đầy máu rồi đó, chạy đi, tôi quá trời thương luôn á. Bữa nay khu chỗ mình bắt đầu xe máy cày, ô tô xưởng các thứ đối diện đó là bắt đầu nó quay trở lại, nó hoạt động rồi. Thường thường là mình sẽ ngủ ban đêm nhưng mà họ làm đêm mọi người, cứ lúc nào mình thức là họ ngủ, còn mình ngủ là họ thức đó. Mà công nhận là sức khỏe thật đấy, đi xe đò bất kỳ ai nhá, nhất là cái tài xế nể luôn, thức nguyên một đêm lái xe vậy mà không buồn ngủ, tài ghê. Mặc dù là lúc nào cũng mỗi cái xe đó nó đều có một cái người gọi là lái phụ á, cảm giác ngưỡng mộ cực kỳ luôn. Gặp như mình thì chắc mình đuối, đuối con cá chuối nhỉ. Ôi tưởng nó đổi tele chứ trời, cuối cùng nó đổi cái gì vậy? Thôi vô vô vô, hòa thôi được rồi, hòa thôi. Không thắng được. Ok, mình kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video kiểu mai. Và như mình nói, nếu mà có những cái ý tưởng hay về hài hài vui vui hoạt hình thì cứ gửi vào mail cho mình nha. Bye bye.